Cái mà mọi người nhìn thấy mẹ chồng em hay dùng cạo cạo cho chồng em không phải là cạo gió. Nó là cái nào như đây, là cái này, cái này. Cái này này. Đó. Không phải cạo gió như là cái này là ấy, cái này là gọi là bên cây. Đây tiếp này. Trời ơi, cái này là dùng cho những cái người nào mà hay phải ngồi lâu. Hay phải ngồi lâu này. Đó. Cái này là một hộp này là 250 nghìn. Mọi người thấy mà mẹ chồng em hay bóp ra xong xoa này, xong dùng cái miếng bạc ấy cào cào này. Cái này không phải là cạo gió, cái này nó là một một dạng kem làm nóng, gọi là dầu nóng, nó là một dạng dầu nóng đó. Mọi người nhìn thấy công năng của nó chưa? Những cái người thứ nhất là hay chạy này, những người mà hay gym này, những người hay làm việc nặng này, những người hay đứng lâu rồi, hay làm những cái công việc mà nó mang cái tính chất là mà phải giống như kiểu phải ngồi lâu một chỗ ấy, thì mọi người phải sử dụng cái này đó. Cho nên là mẹ chồng em hay dùng cái này, đó là dầu nóng Ben Gai. Đó. Dầu nóng Ben Gai. Ôi dồi ôi, tôi khổ ghê vậy đó. 250 nghìn một tuýp, mua 2 tuýp thì 450 nghìn nha. Mua 2 tuýp thì 450 nghìn. Còn mua một một tuýp thì 250 nghìn. Đó, cứ cứ thế là mình ấy thôi. Cứ thế là mình cứ vâng, chị Nương Nguyễn, chị mua một tuýp nhắn tin em. Chị chụp lại giùm em ấy, chị chụp lại đi. Chị mua một tuýp này là 250 nghìn, mua 2 tuýp là 450 nghìn nha. Cái này ngày trước em đâu có biết đâu. Chồng em mang về Việt Nam. Chồng em mang về Việt Nam và em là một cái đối tượng. Là các chị biết em hay ngồi livestream đúng không? Ở nhà em hay ngồi livestream. Đó, em hay ngồi livestream nên là em bị đau lưng. Đó, những ai mà cái công việc mà phải ngồi một chỗ á thì mọi người nên sử dụng cái Ben Gai này. Đó. Khổ ghê vậy đó. Chờ em tí. Đó nên là chị nào lấy đi chụp hình lại giùm em. Đó, các chị cứ an tâm một điều là các chị cứ an tâm một điều là cái này ngày xưa ấy em hay sử dụng cái dầu nóng của Hàn Quốc, các chị nhớ không? Đấy, cái dầu nóng, chị nào mà không thích em mà hoặc là có thấy ai bán cái chai dầu nóng của Hàn Quốc, chị mua của Hàn Quốc cũng được, nhưng mà cái này là của Mỹ. Thì chồng em dùng cái này và từ lúc em dùng cái này thì em thấy thích hơn, nó cái độ làm nóng của nó thích hơn đó. Những cái người mà người ta phải làm cái công việc mà ngồi này rồi tập gym vận động bưng bê hay bị đau này đau kia đau nhức xương ấy là dùng cái đó. À, chị ơi, chị Nương Nguyễn ơi, chị đừng để lại địa chỉ, chị Nương, chị đừng để lại địa chỉ, chị đừng để lại địa chỉ số điện thoại. Chị nhắn tin vào cái fanpage đang livestream giùm em hoặc là Zalo. Đấy, các chị nhìn cái Zalo nhé em. Đấy, các chị chụp lại. Đấy, em dùng bốn cái Zalo này, chị nào lấy chụp lại. Thì cái kem nóng Ben Gay này này, đấy, kem nóng, cái kem chị nóng Ben Gay này này, nó sẽ ví dụ như cái người vị em này, các chị đấy thỉnh thoảng mẹ chồng em cũng cạo gió cho em chỗ này này, cũng cạo gió cho em chỗ này luôn. Đó là do em bị em hay ngồi này, mọi người thấy em hay livestream không? Em hay livestream với cả em hay ngồi này, em hay cầm điện thoại em ngồi em bấm đây này, em bị bấm như vậy trong đêm. Đêm em nằm em chốt đơn, em cũng nằm nghiêng một bên. Nó giống như kiểu nó bị bó cơ. Những người mà bó cơ là một bị đau nhức xương này. Đau nhức xương này, đau nhức phần cơ luôn. Đó. Thì mọi người nhìn này, cái sản phẩm này này. Thấy không? Nó những cái cụm này, những cái đốt sống xương này. Này, má đùi này, đùi trong này. Ví dụ những người nào mà bị bó cơ hoặc những cái người mà hoạt động làm nhiều cái công việc hoặc tập gym nó quá sức thì nó sẽ bị đau. Đau nhức này thì cái này kem làm nóng. Em thì em hay bôi phần phần em thì hay bôi phần này là một, em sử dụng là phần gáy là một này. Và em sử dụng phần phần này của em này. Đó, cái chỗ này là chỗ em hay dùng. Bởi vì là em hay ngồi livestream với mọi người. Mọi người thấy em dạ dày gầy không? Mọi người thấy em dạ dày gầy không? Đó, Ben Gay nha. Chụp lại giùm em này, đó, Ben Gay. Kem trị nóng, giảm đau. Ừ. Cái này đến từ Mỹ nha mấy bà, đến từ Mỹ, ok. Đó, đến từ Mỹ nha. Chụp hình lại inbox em. Ok la. Chụp hình lại inbox em, ok la chưa?
Nhiều bà gọi là vô duyên, gọi vô duyên đỉnh cao vào comment này chứ. À, con này nó làm vợ, nó có biết làm vợ không vậy? Hay nó chỉ suốt ngày nó chửi nhau trên mạng xã hội? À, đến cạo gió cho chồng cũng không cạo. Ô em nói với chị nghe này, các chị nghe em bảo này, chưa biết ai khôn hơn ai và chưa biết ai ngu hơn ai nhá. Ở đời này này, chưa chắc thằng biết nhiều mà là thằng hạnh phúc đâu. Biết ít thôi đời nó bình yên mấy bà. Biết ít thôi đời nó bình yên. Các bà đã nghe cái, các bà đã nghe đến cái gọi là cái bệnh ghen của mấy bà mẹ chồng chưa? Nên đừng có chửi em ngu. Vâng, cứ ngu được như em. Mẹ chồng em còn cạo gió cho em mấy chị. Mong mà ngu được như em. Mẹ chồng em mà em bị đau cổ ấy, mẹ mẹ con đau cổ quá. Đau thì nói đau, mẹ làm cho. Rậm rậm dịt dịt, mặc sao con cứ phải chờ chồng con, hôm nào chồng con cạo thì con mới làm. Bảo dạ con thấy mẹ nhiều việc, con không dám nhờ. Là mẹ chồng em la em lắm mấy chị. La em là mỗi lần đau này này là phải phải nói để mẹ chồng em cạo giùm. Em hay bị đoạn này này các chị. Là em hay ngồi này, các chị biết rồi. Cái bệnh mà nhiều chuyện ấy, cái thể loại mà nhiều chuyện đấy các chị, là nó hay gọi là nó hay kiên trì để ngồi gọi là cào phím. À, các bà hiểu không? Tôi ngồi tôi cào phím. Thế là bà em là trùm ngồi cào phím. Nhưng mà em chỉ khuyên các chị, không biết là các chị nghe điều này có đúng không nhé. Đa phần những cái xung đột của mẹ chồng nàng dâu ấy, nó đều bắt nguồn từ việc là người chồng không khéo làm cho người vợ trở thành quan trọng hơn người mẹ. Người mẹ thì lớn tuổi thì có khi người mẹ cũng nũng nịu bảo ừ sao mà nó lại quan tâm vợ nó hơn quan tâm mình. Thế mình mất cái vị trí gọi là số 1 với trong con trai mình rồi. Các bà hiểu không? Ví dụ việc gì nặng nhọc là các bà phải làm cho mẹ chồng. Bê bưng bê khuân vác các bà làm. Còn những cái việc gì nhẹ nhẹ, ví dụ cạo gió cho con trai, hay là xoa dầu nóng, bóp tay cho con trai, rồi bóp gáy cho con trai, rồi là xoa dầu nóng rồi massage cho con trai ở cái đoạn cổ vai gáy, mẹ nào mà không thương con, các bà hiểu không? Ví dụ là người ta gọi là ngu nhất là cái loại ngửa tay xin việc mà cái việc người khác không muốn chia cho mình. Ví dụ tôi chỉ tranh việc rửa bát thôi, nhưng mấy bà tôi tranh cái việc rửa bát là việc của tôi. Dạ mẹ để con rửa bát, mẹ để con bưng bưng những cái cóng nước này kia đấy, còn cạo gió mẹ cứ làm bởi vì con không biết làm. Chứ các bà nghĩ tôi có biết làm không? Các bà, tôi hỏi các bà này, các bà bôi cái kem này đây, tôi hỏi đây một tí, ví dụ tôi bôi một tí, tôi đang bị đau gáy đi, đau cổ vai gáy, tôi bôi đây, đấy tôi bôi như thế này, tôi hỏi các bà nhé, các bà bóp, các bà xoa kiểu gì nó chả đúng, bóp xoa kiểu gì chả đau, thịt kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời, thịt nó va đập vào thịt, ai mà không phê, ai mà không tê. Chứ chưa nói đến cái chuyện xác thân này, mắt môi này ta thuộc về nhau. Cái đoạn đó thì mình đã hưởng rồi. Để cho mẹ mẹ chăm con một tí. Để còn cướp luôn cả quyền mẹ chăm con nữa thì bảo sao bị ghét. Cái này tôi truyền đời báo kiếp cho mấy bà làm vợ. Cái gì các bà khôn hơn tôi, nịnh chồng hoặc là chiều chồng khôn hơn tôi. Kỹ năng gọi là giường chiếu các bà có thể hơn tôi. Nhưng riêng đoạn này các bà chưa khôn bằng tôi đâu. Đấy, nhiều khi mẹ này mà ngồi massage này chứ này tài có à, mẹ em hay gọi chồng em là tài có, tài có nhớ không hồi bé, trời ơi con đi gánh nước đó, tôi có nghe câu chuyện ngày xưa hồi bé con đi gánh nước đó. À, mẹ thấy con về á, mẹ bôi dầu, mẹ bóp xương lưng cho con á, bóp tay bóp chân cho con á, trời ơi. Ok, chị Nương Nguyễn, chị lấy hộp Bengay này, một hộp 250.000, hai hộp 450.000 nhá. Em xé lẻ một hộp này là 250.000. Một một hộp này nó có hai tuýp, đúng không? Một hộp có hai tuýp. Thì chị nào mua một hộp thì là em xé lẻ ra là 250.000. Thì em nói luôn này, cái hộp này này, khi các chị nhận về ấy, mở ra nó đã thế này rồi nha. Nó không có cái, hình như nó không có steel ở đâu, bởi vì hôm trước em mở ra rồi, không có steel. Mở ra nó thế này rồi chứ không phải bảo là em bán cái các chị dùng rồi nha. Cái này ở bên, cái này em mua bên Mỹ nha. Cái này của Mỹ ạ. Là khi mà các chị mua một set này này, nó sẽ là hai hộp như thế này đó, nó in như này, dính vào như này. Nhưng chị nào mua một hộp là em xé ra xong em bọc cái giấy nổ nha, em bọc giấy nổ em ship cho các chị. Đây là dầu nóng của Mỹ dành cho những người, thứ nhất là hay tê bì tay chân, hay đau, hay bị đau đấy, hay bị đau nhức
vai, mỏi vai gáy, mỏi lưng, đau những khớp xương, nhức mỏi những vật này, hoặc là tập gym, tập thể dục, hoặc là bê những vật nặng, hoặc mình làm việc bị sạc cơ, bị vỡ cơ, thì cái kem này chính là cái kem giúp cho mình gọi là kem thư giãn. Kể cả các chị không bị mỏi vai gáy, các chị chỉ có ngồi làm việc nhiều thôi, thì các chị cũng nên sử dụng cái sản phẩm này. Bôi một tí nhỏ như vậy, mỏng như vậy thôi, các chị xoa xoa massage, massage xong các chị cứ massage này, ví dụ bảo chồng hoặc bảo con hoặc là mình tự làm cũng được. Thì cái kem này này nó sẽ làm nóng, nóng là nóng bên, nóng từ bên trong, giúp nó làm nóng và mềm cái cơ cổ. Không phải những người chỉ có ngồi nhiều người ta mới bị đâu, chúng ta là tất cả những cái bó cơ của chúng ta nó đều bị ủng mục các chị ấy. Không tin ấy, các chị nằm ra úp úp ngực xuống, úp ngực xuống dưới cái gối như này đúng không này, các chị để cái tay như này hoặc để cái tay thõng xuống giường như này, các chị kêu người nhà các chị này bôi cái kem này hoặc không bôi cũng được nha, mà cái trên da có cái dầu dầu oi đi, các chị mít nha, xem có đúng là ở đây nó có những cái cục này không, nó có những cái cục mà mình nghe ục 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 ục, không tin đè chồng đè vợ ra mà làm, các chị mít tay có phải trên vai này, tất cả chúng ta đều bị những cái cục, là những cái cục gọi là cục tắc nghẽn, và cái chuyện nguyên nhân của những cái tắc nghẽn ở những cái phần này, máu huyết nó có lưu thông lên đầu không tốt, gây ra giấc ngủ của chúng ta thứ nhất là không sâu, cái thứ hai là gây ra cái câu chuyện là bị đau đầu, đau hai bên này, đấy là hiện tượng của việc máu lên não, máu huyết không lưu thông. Thì do đâu ạ? Do chúng ta ngồi nhiều, nhiều chuyện nhiều, bấm điện thoại nhiều, cái tư thế chúng ta bấm điện thoại này, đó, chúng ta ngồi xe ngồi cộ chúng ta cũng như vậy, nên chúng ta sẽ bị tắc nghẽn và bó những cái phần cục cơ, thì cái kem này chính là cái kem giải quyết chuyện đó. Và những người nào có cha mẹ lớn tuổi cũng nên mua hộp này, để chúng ta thứ bảy chủ nhật cứ dành đúng thứ bảy chủ nhật báo hiếu cha mẹ, không cần cho tiền tao tiền nhiều. Em nói thật, bố mẹ nào cho tiền cũng là cái hạnh phúc, mà chẳng cho tiền thì bố mẹ chỉ cần chúng ta bình yên và khỏe mạnh thôi các chị. Cái sự quan tâm là rất quan trọng. Ví dụ cái này, mẹ ơi thứ bảy ăn cơm xong xem tivi, mẹ 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 đưa tay của mẹ đây, mẹ đưa tay mẹ đây này, lau lên đây, bôi vào kem này, các chị cứ massage nhẹ cho em đảm bảo cái này giá nó mềm nhưng mà nó sẽ tác động vô cái bó cơ ấy, nó làm cho cái cảm giác của cái việc nó nóng lên ở bên trong cái những cái bó cơ của mình. Ai cũng sẽ bị tắc nghẽn đấy các chị, kể các chị mua dầu baby oil ấy, các chị biết này, các chị tại sao đi massage ấy? Mấy cái bạn massage gội đầu các bạn biết này, không phải người ta sờ thịt da mình đâu, người ta đang đả thông những cái mạch máu của chúng ta, những cái bó cơ của chúng ta bị tắc nghẽn tất cả. Tại sao em mê massage là vì thế. Mẹ em nói các chị này, mình thương cha thương mẹ không phải là đưa cho cha mẹ 2 triệu hay 5 triệu hay 10 triệu, mà là những cái giây phút nó gọi là giây phút gia đình, nó quan trọng lắm. Cái này không phải em nói đạo lý, em cũng mới giác ngộ đây thôi các chị, em mới giác ngộ đây thôi. Nên là đấy, chỉ khuyên các chị này, cái kem này rất là cần cho những gia đình nào mà chúng ta có những cái bữa cơm quây quần bên 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 nhau, hoặc mua cho bố mua cho mẹ để bôi, hai ông bà tự bôi tự bóp biết cho nhau, để đây các chị nhìn này. Đấy, em sờ với nó nóng ở bên trong nhưng sờ nó mát bên ngoài, không gây rộp da nhé, không gây kích ứng nhé, cái này của Mỹ nhé, nó là một dạng dầu nóng đấy, một dầu nóng để cho chúng ta gọi là thư giãn, dầu nóng thư giãn đen ngay. Chồng em đâu có bị trúng gió đâu, bên này làm gì có gió mà trúng, sáng ra cửa là lên ô tô đi, đến chỗ làm là chui vào chỗ làm, tối về là từ ô tô vào nhà, có trúng gió đâu đó đó. Nên là mới nói các chị là cái này này, các chị mua thì các chị sử dụng trong gia đình mình là ok, là con 33 tuyệt vời không mặt trời. Ôi giời ơi, nguyên body các bọn đấy rứt đầu lắm bạn ơi, rứt đầu chúng nó lắm, rứt đầu lắm. Bị đuổi việc là diễn thôi, làm bà chủ bán online là chính, trời đã bao giờ làm chủ cái gì đi bán online không mấy má ơi, tôi khổ mấy má ghê. Các má làm tôi đau đầu quá, tôi phải uống cái viên Ginkgo bổ não, tôi khổ thật sự luôn, thật sự là khổ, thật sự xí chết không nổi luôn mấy bà. Đó, chị nào mua men ngay nhắn em nha. Một hộp 250 nghìn, hai hộp là 450 nghìn, ok chưa? Đó. Zalo nhà em này. Chụp hình lại Zalo nhà em, nhắn vào một trong bốn số này cho em. Nhắn hai số